Từ hồi đó giờ mỗi lần nghe không thích hối là tôi đã bực mình rồi. Bây giờ còn cái câu hối hài hòa nữa. Hối hài hòa là sao? Giống như anh Hường Linh là được. Vậy là anh hối hài hòa đúng không? Dạ đúng. Làm việc với anh Linh mấy năm bên đây mới biết, mai mốt mình sẽ gọi anh là Linh hối hài hòa. Em thấy ai có ai hối mà người ta không thành đạt không? Mấy người hối toàn là giỏi không à. Hối hài hòa còn giỏi hơn. Còn cái gì anh không thích nữa đàn ông nữa không? Quá gầy. Anh hơi gầy á. Không có đâu. Anh bên đó cũng cỡ anh đó. Cao hơn anh. Dạ càng được. Còn như anh đó. Cô gái đây cũng có duyên với bộ. Được á. Anh thấy dễ thương. Rồi. Hối hài hòa. Rồi bây giờ á, nếu bây giờ được thì em định khi nào tiến tới hôn nhân được? Khoảng 2 năm chị. Khoảng 2 năm. Dạ. Vậy ha. Dạ, chào bạn. Hài hòa không? Hài hòa, hài hòa. Người mẫu lý tưởng của em là chị Cát Tường. À, cảm ơn em. Nếu mà lấy nhau về thì mình lập nghiệp ở đâu? Lập nghiệp ở thành phố luôn chị. Nhà em ở thành phố mà. À, mình đã có nhà luôn rồi hay là mình ở với ai? Nhà ở chung với ba má. Ừ, chung dạ. Ba má. Có vậy em là con một. À, con một. Vậy sau này sẽ làm dâu đúng không? Ở dạ. Chung với ba mẹ luôn dạ, đúng không? Rồi. Rồi ba mẹ có đưa ra tiêu chí tìm con dâu tương lai như thế nào không? Dạ, ngoan, hiền, lễ phép, dễ thương. Dạ. Cô bên kia được đó em. Có cái điều gì bạn không thích ở người phụ nữ không? Không có thật, dối lòng. Em sợ là hay là đi ngoài ăn nhăn với mấy bạn uống bia, cầm ly bia lên ấy, cũng được. Nhưng mà em tương đối là hạn chế một chút. Nói chung là em có vẻ thích có vẻ là truyền thống một chút xíu đúng không? Đúng rồi. Em cũng thích một chút xíu hiện đại nhưng mà đừng quá được rồi. Thật ra bây giờ phụ nữ hiện đại lâu lâu tiệc tùng rồi thì được. Một hai uống một hai ly, một hai chai với dạ, bạn bè sao. Vẫn không sao. Không sao. Uống xỉn có sao đâu. Ừ. Vui mà có sao đâu. Bản thân em có ăn nhậu gì không? Trước đó thì em nhìn nhận khác là em không có uống một giọt rượu, bia, thuốc lá gì hết. Nhưng mà sau này thì với môi trường làm việc em hòa đồng với mọi người. Thí dụ giờ bạn nữ hơi hiện đại chút xíu, ví dụ như là nhuộm tóc hay là xăm mình, có hình xăm rồi vậy thì em thấy sao? Đừng lố quá, xăm thì chỗ kín chút. Em không có xăm mình. À, được rồi. Tóc nhuộm đừng có lòe loẹt quá. Nói chung là hơi truyền thống một chút xíu. Hiện đại là cho nó có màu sắc chút cho vui thôi. Đừng lố đúng không? Dạ đúng rồi. Cảm ơn em. Những ý kiến em đưa ra anh thấy cô bên kia cũng khá hợp với cô bên kia đó. Mấy cái khăn choàng là đi Đà Lạt. Tấm thiệp tặng anh này em tự làm, tự tay làm trong có hình ngôi nhà. Okay. Đây là mơ ước của em tặng anh. Okay. Đẹp quá. Dạ. Một ngôi nhà thiếu một vài đứa trẻ. Lần đầu tiên anh gặp em thấy em cũng hơi tròn trịa phúc hậu. Không. Anh trung quá, anh không biết nói gì nữa. Người con gái mà anh thích là sự gọi là tin tưởng, với lại cái thứ hai là biết yêu thương. Em là một người nhút nhát nên là em cũng muốn anh là đừng nhút nhát nè. Nó nhiều hơn một xíu. Anh chăm sóc khách hàng chắc cũng nói. Đúng rồi, thì anh đâu dám na khách đâu. Thành ra anh cũng nhút nhát luôn đâu. Có bao giờ anh nói lớn tiếng với khách đâu. Cho dù khách nói cỡ nào, cho dù khách sai, anh vẫn mỉm cười qua điện thoại với khách. Vẫn chăm sóc khách hàng tốt. Thì anh biết rất biết lắng nghe. Và mong em cũng biết lắng nghe khi anh chia sẻ. Hẹn hò như thế nào? Chàng trai thế nào? À, đúng tiêu chuẩn của em. Anh có hài hước không anh? Anh rất là hài hước. Nhưng mà với khi nào mà anh quen rồi em đỡ không nổi luôn á. Em không có khiếu hài hước á. Nhiều khi người ta đang nói chuyện mà em chỉ cần chêm vài câu vô là đã hết vui. Thông thường thì cái khoảng thời gian mà em về thăm gia đình là khoảng bao lâu? Em hay về thường xuyên lắm. Thì cái khoảng thời gian mà anh làm ở đây rất là khó. Tại vì anh làm cái ca ngoài giờ hành chánh là từ 5 giờ tới 10 giờ tối. Vậy thứ bảy chủ nhật anh có phải đi làm không? Thứ bảy chủ nhật thì anh vẫn làm, cái đó là cái nghiệp vụ của bên anh rồi. Em thì em làm về hành chánh. Thì không biết sao mình hẹn hò được ta. Anh ở quận 8. Em ở Tân Bình, chắc tầm khoảng 30 phút. Được không sao, đối với anh khoảng cách không thành vấn đề. Cả đêm rồi phải ngày nào cũng làm đúng không em? Dạ, thì một tháng em được nghỉ 4 ngày, không có cố định. Vậy là cái ngày nghỉ của mình có thể sắp xếp mà. Đúng rồi. Rồi, thôi được rồi. Bạn nữ ra sân khấu.
Mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Nguyễn Minh Tuyến, năm nay 26 tuổi. Em là người Ba Qua, quê em là ở Vĩnh Phúc. Em sinh ra ở Vĩnh Phúc, năm lớp 1 thì em đã vào Ninh Thuận sinh sống. Và hiện tại là em đang làm việc và sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên thuế của chức thuế quận Tân Bình. Rồi, mời bạn nam. Em xin giới thiệu, em tên là Tân Tài. Họ tên đầy đủ của em mà Tân Tài. Em năm nay 28 tuổi à nhà. Ha 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 ha. Em xin chào anh Linh và chị Cát Tường. Chào tất cả mọi người trên phim trường. Chào tất cả khán giả đang xem đài. Và chào em gái ở bên kia bức màn. Tèn tèn tèn. Nghe rõ hết không em? Em nhớ được tên là Tấn Tài. À. Nghề gì Tài? Dạ em làm bên chăm sóc khách hàng của tổng công ty Nguyễn Kim ạ. Để sẵn làm luôn đi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì, còn bài nào nữa không? Điểm mạnh của em trung thực, thẳng thắn và uy tín. Đó cũng là điểm yếu của em luôn. Khi mà mình quá thẳng thắn thì gặp nhiều đối tượng sẽ không thích. Em có tật xấu gì không? Hay giống như là góp ý. Bạn gái nếu mà cần sự chia sẻ của em thì em sẵn sàng chia sẻ hết mình. Em cũng đang cần tìm một người là đó có đóng góp ý kiến nữa. À. Vậy còn điểm yếu, điểm mạnh của mình là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ, có trách nhiệm với gia đình và công việc. Còn điểm yếu của em là hơi nhút nhát và không có khiếu hài hước, không có khả năng ăn nói lắm. Nhút nhát chút xíu cũng được. Dạ cảm ơn. Tại vì anh cũng hơi nhút nhát chút xíu. Giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao trên mét 7, cao từ mét 7 trở lên. Anh mét 8. Quá. Phù hợp quá. Rồi, gì nữa? Có khiếu hài hước, có trách nhiệm với gia đình. Anh cũng thích sự vui vẻ, hòa đồng. Vì sự trách nhiệm thì em khỏi lo. Khách hàng tao còn chăm sóc được mà đừng có chi người thân, đúng không? Dạ đúng ạ. Còn gì nữa em gái? Không thích hói anh. Chết rồi, anh hơi hói á. Nhưng mà hói hài hòa tí cũng được anh. Ủa hói sao hói hài hòa? Hói hài hòa là hói sao? Từ hồi đó giờ mỗi lần nghe không thích hói là tôi đã bực mình rồi. Bây giờ còn cái câu hói hài hòa nữa. Hói hài hòa là sao? Giống như anh Hường Linh là được. Vậy là anh hói hài hòa đúng không? Dạ đúng. Làm việc với anh Linh mấy năm bên đây mới biết. Mai mốt mình sẽ gọi anh là Linh hói hài hòa. Em thấy ai có ai hói mà người ta không thành đạt không? Mấy người hói toàn là giỏi không à. Hói hài hòa còn giỏi hơn. Còn cái gì anh không thích nữa đàn ông nữa không? Quá gầy. Anh hơi gầy á. Không có đâu. Anh bên đó cũng cỡ anh đó. Cao hơn anh. Dạ càng được. Còn như anh đó. Cô gái đây cũng có duyên với bộ. Được á. Anh thấy dễ thương. Rồi. Hối hài hòa. Rồi bây giờ á, nếu bây giờ được thì em định khi nào tiến tới hôn nhân được? Khoảng 2 năm chị. Khoảng 2 năm. Dạ. Vậy ha. Dạ chào bạn. Hài hòa không? Hài hòa. Hài hòa. Người mẫu lý tưởng của em là chị Cát Tường. À cảm ơn em. Nếu mà lấy nhau về thì mình lập nghiệp ở đâu? Lập nghiệp ở thành phố luôn chị, nhà em ở thành phố mà. À mình đã có nhà luôn rồi hay là mình ở với ai? Nhà ở chung với ba má. Ừ, chung dạ. Ba má. Có vậy em là con mình... một. À con một, vậy sau này sẽ làm dâu đúng không? Ở dạ. Chung với ba mẹ luôn dạ, đúng không? Rồi. Rồi ba mẹ có đưa ra tiêu chí tìm con dâu tương lai như thế nào không? Dạ ngoan, hiền, lễ phép, dễ thương. Dạ. Cô bên kia được đó em. Có cái điều gì bạn không thích ở người phụ nữ không? Không có thật, dối lòng, em sợ. Là hay là đi ngoài ăn nhăn với mấy bạn uống bia, cầm ly bia lên ấy, cũng được. Nhưng mà em tương đối là hạn chế một chút. Nói chung là em có vẻ thích có vẻ là truyền thống một chút xíu đúng không? Đúng rồi. Em cũng thích một chút xíu hiện đại nhưng mà đừng quá được rồi. Thật ra bây giờ phụ nữ hiện đại lâu lâu tiệc tùng rồi thì được. Một hai uống một hai ly, một hai chai với dạ, bạn bè sao. Vẫn không sao. Không sao. Uống xỉn có sao đâu. Vui mà có sao đâu. Bản thân em có ăn nhậu gì không? Trước đó thì em nhìn nhận khác là em không có uống một giọt rượu, bia, thuốc lá gì hết. Nhưng mà sau này thì với môi trường làm việc em hòa đồng với mọi người. Thí dụ giờ bạn nữ hơi hiện đại chút xíu, ví dụ như là nhuộm tóc hay là xăm mình, có hình xăm rồi vậy thì em thấy sao? Đừng lố quá, xăm thì chỗ kín chút. Em không có xăm mình. À, được rồi. Tóc nhuộm đừng có lòe loẹ quá. Nói chung là hơi truyền thống một chút xíu. Hiện đại là cho nó có màu sắc chút cho vui thôi. Đừng lố đúng không? Dạ đúng rồi. Cảm ơn em. Những ý kiến em đưa ra anh thấy cô bên kia cũng khá hợp với cô bên kia đó. Mình làm dâu được không em?
được chị. Tốt, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, em đi với ai nè? Dạ em đi với em trai và đồng nghiệp ạ. Em là em trai duy nhất trong gia đình. Gia đình em có 4 chị em lận. Chị Tuyến thì đứng thứ 2. Thì em thấy chị em là một người cũng khá là hoàn thiện. Nói chung là nấu ăn ngon, làm việc cần cù, chăm chỉ. Khuyết điểm thì chắc là nhút nhát thì chị em cũng nói rồi. Còn về anh này thì tính cách của anh thì khá giống em nên em cũng khá thích. Em nghĩ là nhà anh hơi gia trưởng. Thì anh thì chút xíu rồi gia trưởng, tại vì anh làm nghề chăm sóc khách hàng. Nói chung là anh cũng biết lắng nghe, miễn sao là hòa đồng với mọi người. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ, dì, dượng, anh em và cả nhà đồng luôn. Nghiệp dạ, kính chào MC Quỳnh Linh và Cát Tường dạ. Và khán giả trường quay. Tôi là mẹ của Tài. Tài thì nó cũng hiền lắm. Mẹ cũng thấy là bên đây bé bên đây nó cũng hiền. Dạ tí con thấy hai đứa mà kéo màn á, coi được thì tùy con thôi. Miễn nó hạnh phúc yeah. Cái gia đình chỉ cần là bé ngoan, biết gia đình, biết trên dưới này kia là tốt yeah. Con cần yeah. ý kiến của nhiều người. Tôi là Dượng Bảy. Trước hết tôi xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường yeah. Và quý vị ở trong đây. Ở nhà thì bạn bè đều khen tôi đẹp trai, nhưng mà rồi ai cũng nói tôi, nói là cho dù anh đẹp trai nhưng mà không bằng anh Quyền Linh. Thành ra bữa nay mà được gặp ở ngoài vậy đó, là coi như cũng thỏa mãn rồi. Dạ cảm ơn chú. Còn về cháu gái bên đây á, cháu nói chuyện thì cũng hiền lành. Cháu trai của tôi thì hồi đó giờ cũng hiền lắm, ít nói lắm, tính tình thì tốt, nhưng mà có thể rằng là trong tiếp xúc giao thiệp bạn bè á, có thể có nhiều người không hiểu. Dường Bảy rất mong là hai đứa bấm nút hẹn hò với nhau, ta thấy hai bên cũng hiền lành dễ thương. Mà nếu mà bấm nút hẹn hò nhau á, thì nên cố gắng nhường nhịn nhau rồi tìm hiểu cho kỹ một chút đó, thì sẽ dễ hòa hợp với nhau hơn. Thì chỉ có mấy lời vậy thôi. Rồi cảm ơn Dường Bảy nha. Ý kiến của phụ huynh rồi, xong hết rồi ha. Bây giờ ăn thua là hai bạn, chúng ta sẽ có 2 phút trò chuyện với nhau. Kéo màn lên. Không gian này là của các bạn đó. Chào em. Mấy cái khăn choàng. Là đi Đà Lạt. Tấm thiệp tặng anh này em tự làm, tự tay làm trong có hình ngôi nhà. Okay. Đây là mơ ước của em. Tặng anh. Đẹp quá. Yeah. Một ngôi nhà thiếu một vài đứa trẻ. Lần đầu tiên anh gặp em thấy em cũng hơi tròn trịa phúc hậu. Wow. Anh trung quá, anh không biết nói gì nữa. Người con gái mà anh thích là sự gọi là tin tưởng, với lại cái thứ hai là biết yêu thương. Em là một người nhút nhát nên là em cũng muốn anh là đừng nhút nhát nó nhiều hơn một xíu. Anh chăm sóc khách hàng chắc cũng nói. Đúng rồi, thì anh đâu dám na khách đâu, thành ra anh cũng nhút nhát luôn đâu. Có bao giờ anh nói lớn tiếng với khách đâu, cho dù khách nói cỡ nào, cho dù khách sai, anh vẫn mỉm cười qua điện thoại với khách, vẫn chăm sóc khách hàng tốt. Thì anh biết, rất biết lắng nghe và mong em cũng biết lắng nghe khi anh chia sẻ. Hẹn hò cảm nhận chàng trai thế nào? À, đúng tiêu chuẩn của em. Anh có hài hước không anh? Anh rất là hài hước, nhưng mà với khi nào mà anh quen rồi em đỏ không nổi luôn á. Em không có khiếu hài hước á. Nhiều khi người ta đang nói chuyện mà em chỉ cần chêm vài câu vô là đã hết vui. Thông thường thì cái khoảng thời gian mà em về thăm gia đình là khoảng bao lâu? Em hay về thường xuyên lắm. Thì cái khoảng thời gian mà anh làm ở đây rất là khó, tại vì anh làm cái ca ngoài giờ hành chánh là từ 5 giờ tới 10 giờ tối. Vậy thứ bảy chủ nhật anh có phải đi làm không? Thứ bảy chủ nhật thì anh vẫn làm, cái đó là cái nghiệp vụ của bên anh rồi. Em thì em làm về hành chánh. Thì không biết sao mình hẹn hò được ta. Anh ở quận 8. Em ở Tân Bình, chắc tầm khoảng 30 phút. Được, không sao. Đối với anh khoảng cách không thành vấn đề. Cả đêm rồi phải ngày nào cũng làm đúng không em? Dạ, thì một tháng em được nghỉ 4 ngày, không có cố định. Vậy là cái ngày nghỉ của mình có thể sắp xếp mà. Đúng rồi. Rồi, thôi được rồi. Bây giờ là chúng ta đã trò chuyện với nhau để hai bạn có thời gian để nhìn nhau, ngắm nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Bây giờ là giây phút quyết định. Một.
2 3 Xin mời hai bạn. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Lý do tại sao bạn có thể chia sẻ với mọi người? Cái công việc của em làm giờ hoàn chánh 5 giờ tới 10 giờ thì cái tình cảm em sợ là sẽ không giữ được với bạn. Em cảm thấy như thế nào? Em cũng hơi thấy tiếc. Ừ. Em nghĩ là người ta có một câu như là kiếp trước là nhìn nhau 500 lần thì kiếp này mới được gặp bánh nhau. Em chút nữa em hơi xúc động đúng không? Đó là tất cả những cái tình cảm rất thật. Từ lúc nãy thì bạn gái cũng có chia sẻ là bạn trai là đúng cái mẫu người mà bạn gái tìm. Tuy nhiên có thể là có cái duyên nhưng mà nó chưa đủ, đúng không em? Cái duyên đến đó thôi nhưng mà không sao cả. Nên mình vẫn tôn trọng ý kiến của cả hai bạn và hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp với mình. Gửi tặng hai bạn bộ mỹ phẩm cao cấp đến từ thương hiệu của Hàn Quốc Skin AZ. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ sớm được hạnh phúc của mình. Cảm ơn bạn. Rồi, cảm ơn em trai. Thật sự trong chương trình Bạn Muốn Hò, chúng tôi luôn luôn có những cái giây phút gọi là xót xa như vậy. Chúng tôi mong rằng qua chương trình các bạn ấy sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Chúng ta sẽ gặp nhau trong khung giờ quen thuộc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị cũng có thể theo dõi lại trên cổng thông tin Love TV. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Max Hair viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ cho chương trình. Bây giờ mình đi xem phim thôi.